nói trường hợp là chú đã lúc phải FLC nước ngoài thì chú có hỗ trợ thêm cả cô ba, chú để kể cũng dễ là trường hợp đấy là cô ba về châu Á trong trường hợp này rồi. Và gần đây thì chúng ta cũng có thương hiệu Steven đấy, thì ở thời điểm Steven chúng ta có những cái chặt với Hải Phòng thì mình có thương hiệu Steven ra sao ạ? Cái thời điểm tôi bàn giao thì đang đứng thứ nhất của giai đoạn 1, và cái quyết tâm của tôi lấy Uma về là đã có hình thành trước đó 3 năm. Khi mà Uma đi kỷ luật thì tôi với Uma thường trao đổi với nhau, tôi bảo em đã bị kỷ luật rồi thì cố gắng khắc phục, làm từ thiện rồi là vận động rồi làm lại để cho nhân dân và địa phương người ta thấy là mình có cái sửa sai. Thì Uma nghe lời tôi, trong đó thì tôi vẫn động viên em, và cuối cùng em đã trở lại, và trở lại đúng vào cái lúc mà tôi cần một tiền đạo để là lấy cái để được cái vô địch của cái năm tôi làm này. Đó là cái lúc đó tôi làm thiếu cơ bản về hàng không, đó là cần có cái vai trò của Uma, và Uma cũng muốn trả ơn tôi, trả ơn Thanh Hóa trong 3 năm vừa rồi luôn luôn mặc dù cái luật, nhưng mà Thanh Hóa vẫn cần Uma. Thì đúng cái lúc tôi bàn giao thì Uma cũng đấy, thì tôi muốn bàn giao luôn cả Uma cho FLC. Nếu như người khác thì chúng ta lại chuyển nhượng cho một đội khác, nhưng mà tôi thì yêu quê hương Thanh Hóa và công sức của mình quá nhiều, thế nên mong rằng là tôi cầm quân và vô địch được thì tốt, mà không mệt mỏi rồi không đủ khả năng lượng sức khỏe nữa thì bàn giao cho Uma để tiếp tục kế nghiệp cái thành tích đó. Thì rất tiếc là trong cái giai đoạn 2 thì họ mới, thế cho nên là công tác tổ chức và công tác điều hành có cái tư tưởng nó chưa được thông, thế nên là vẫn phải nghỉ đó, thì đó là cái đáng tiếc. Còn vừa rồi thì Steven thì trong lúc mà đang có cái sự kiện chung nhau giữa Hải Phòng với Steven thì tôi cũng hy vọng là cái án này sớm được FIFA giải quyết một cách công bằng, và con người lao động bằng mồ hôi, bằng sức khỏe, cuộc đời cầu thủ rất ngắn, thế nên với hy vọng của tôi là tôi vẫn động viên là làm thế nào cố gắng là giải quyết dứt điểm. Thì cũng trúng một cái dịp giai đoạn 2 của mùa giải thì tôi nhận được cái thông báo của liên đoàn của FIFA thông báo cho liên đoàn, và liên đoàn cũng thông báo cho tôi, thì tôi nhận mời cậu về để thi đấu cho Thanh Hóa. Thì chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, chúng tôi vừa phải làm thủ tục coi như là với liên đoàn đăng ký này, vừa phải làm hồ sơ bay từ bên bạn sang Việt Nam, vừa phải chuẩn bị tốt cho cái trận đấu tại vâng trên 3 ngày trên máy bay, có nghĩa là thủ chân cầu thủ thì tôi không dám cho nhân sự vào cuộc thi đấu này, thế cho nên là bây giờ thì tinh thần là sang cũng muốn được công hiến suốt Việt Nam. Thế thì đến bây giờ thì về mặt tinh thần, về mặt tình cảm và ý chí thì bây giờ đang ở cái độ cao hưng phấn để giúp không phụ lòng Thanh Hóa. Cái điều đó là tốt, còn tôi hy vọng là giữa Hải Phòng với Liên đoàn giải quyết trên tinh thần đó, tôn trọng luật của FIFA để rồi là đi đến cái chỗ là không còn điểm báo gì nữa, làm cho bóng đá góp phần làm cho bóng đá Việt Nam của chúng ta là một bóng đá hiểu biết, một bóng đá có câu lạc bộ, một bóng đá làm thương hiệu cho Việt Nam. Chúng tôi có quyền coi như là liên lạc với một số các vận động viên không phải mình chỉ là có thể là rất nhiều, thế nhưng mà sau đó là chúng tôi chọn chỉ vậy, và đúng cái dịp đó thì vẫn cũng đã cởi trói được cái án kiện giữa Hải Phòng